lo gì cây tới nhà các bạn, được nhiều lắm các bạn, nhưng mà còn sống hết rồi, tại mình bỏ dưới nước mình thấy ở trong đó muỗi quá mà mình không có quay, chuẩn bị mình chọn ra về cái mình về luôn, quá trời luôn nè, như rắn túi này là túi rắn. Mình đem ra sao mình đổ vô cái rổ cho anh em coi ha, quá trời luôn. Như đây ăn ăn bơi xì lết luôn, cỡ 3 lạng á. Ba lạng, 4 lạng á, cỡ 4 lạng. To to không à, 4 lạng. Phải còn ăn nữa mà hay tối rồi thôi gì à? Câu có một chỗ một thôi anh em, có một chỗ một là như đây thôi đó. Rồi cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình ha. Các đoàn tàu mình kéo vào ít thôi, phải chừng hơn 2 tấc rồi. Lấy cái đồ ăn cho con mình mới ăn thôi. Nó đang đòi ăn. Thank you.
ốc lưỡi luôn thằng gì. Ba câu cũng có thể tạo chút xíu nữa là được tí luôn. Câu gì đó. Các bạn nhớ là các bạn móc hai ba con mồi nha. Móc hai ba con sâu mồi nha mọi người. Không có là câu cá lớn. Có đồng tông câu tay không kìa. Bỏ cái câu tay qua một bên cho dướng rồi này à. Có đồng tông là câu tao tay không kìa. Chán ăn lắm không kìa. Thế gì nó đang chạy qua cái kia kìa. Thế ủi. Thế ủi hả? Thôi thế ủi luôn. Làm đường bến. Người ta để cho cái cá cơ. Người ta yển cái cá cơ. Yển về ủi á. Ủi, ủi luôn. Ủi á, làm ủi á. Xe kia nó làm ủi á. Ủi, ủi cá á. Của cát ở trên đường người ta đi á. Có cho xe kia cờ. Xe kia đó làm gì đó.
đi các bạn, sáng được chưa ăn gì vậy? Con ngồi trong đi, con ngồi trong. Sáng cái câu nữa thôi. Mời các bạn ăn. Ăn sáng rồi. Cái đất rồi xuống. Bụng quá, ăn được câu, thấy câu. Cái cầu ngon không các bạn? Ngon như ngon như ngon như ớt hơn cay vậy. Ngon. Cái này ngon lắm. Các bạn mở ra kênh Đuôn Thúng nha. Có qua coi luôn mà nói chuyện với các bạn không? Bấm vào cái chuông để ủng hộ cho chúng nha. Dung nó kêu ủng hộ thì nó ngồi cái này mà cũng thấy con. Dạ. Ủng hộ cho kênh chúng nha. Nó bấm vào cái chuông để ủng hộ cho chúng ăn nha. Nó ăn rồi. Mới ăn không à? Nó ăn không à mình ăn. Thì cũng ăn rồi đó. Nói gì không có đem mũ. Mày gì không có đem mũ. Không đem mũ không có. Chỉ là không, không có buồn nè. Không có buồn. Tai không hả? Ngon kinh khủng luôn. Ngon kinh khủng luôn. Ngon kinh khủng gì luôn. Ngon quá. Ngon luôn làm sao luôn á. Bóc thì dơ quá, bóc thì ăn này không? Nồi. Không ăn ơi. Nữa. Rất là ngon nha các bạn. Rất là ngon. Còn con người súng không có ăn. Dạ. Ăn, ăn nước không? Ăn nước không à? Nước uống á. Lên này uống nước một cái coi. Xấu lại cái cái bà mọi người xuống nha. Dạ. Bạn chứ chín hả? Xí mại. Xí bại hả? Đó, rất xíu ăn đó. Mình thủ khâu. Ngon ngon à. Ăn ngon nha các bạn. Chú ăn ngon nha các bạn ơi. Chú ăn ngon á. Nó bọt. Có không? Có không?
Vậy rồi. Tiếp tục thôi anh em ơi. Có ủa anh câu một bánh hả? Bánh hay dế? À. Chú đi quanh mình đó. Chú mình đó đi không được, ai gì đi được hết. Hôm qua biết bên đó đi được qua, em qua đó câu rồi. Thôi đừng theo, đừng theo qua té, họ té. Ờ. Tối tối rồi đó cũng được, chiều chiều. Bố ơi, bố đem ra ai cần cậu luôn cơ. Ừ. Bố, có dính được con cá gì không? Có con tôm. Bố, ra, con coi núi bố dính con cá gì không? Đây, con ở đây con ngồi, con coi dính ra được con thấy. Bố, không được cái kia đây. Không có được, dài xuống rồi. Ủa chú kìa đâu? Ừ. Thấy da mà trắng trắng rồi. Bây giờ thì thấy cái gì vậy đẩm. Rồi con ngồi đó con coi. Khi dính cá là con thấy nha. Con coi cái bạc. Con coi cái gì kìa coi. Hả? Con coi cái không có được, bỏ dưới gài, bay gài dưới đó rồi. Gài nước rồi, đi ở hồi trên đây thôi, rớt đồ. Ở trên ngồi dòm thôi. Nó gà dính nè. Thấy không? Gà đâu? Ừ. Cái vỏ hả? Nè, cá lồng tôm. Cá lồng tôm hả? Thì cá lồng tôm mà không. Cá lồng tôm mà chết lắm. Thank you.
Cái bữa đi câu lên nhiều không? Nhiều chứ. Mà hả, chẳng nạp cục bình đồ nhiều qua mới có cá, còn ở đây thử. Hả, chẳng tới tháng 3, tháng 4 cũng câu. Tháng 2, tháng 3. Em mới tập câu lại đây chứ. Lúc trước là đánh chim không à? Nước trong mới ăn hanh hả? Ở anh câu thử coi có ăn không? Câu thử coi. Bí câu hả? Hả? Quá hả? Chỗ này cá không được hả? Phải có con heo và cá phi nó mới lợn. Hỏi có cái lỗ ngay đây nè, con heo nó ra rồi câu mới được. Cá nó vừa heo nó ở nhiều mới câu được chứ. Thì em thấy ở gần kia nó xả con heo đó. Ừ, không? Nó ở cái chạy heo đó. Để gần cái vô trong vườn. Đi đường bên kia, vô trong cái vườn tràm á. Rồi nó bơm đục, con heo ra mà đục ngầu hết nước luôn. Nó bơm nhiều lắm, bơm mấy tiếng hồ. Hôm nay đây có phải đồ phân là nó ra nước chảy suốt rồi mà nó không quấy ra. Cá nó cái đầu phi nó ở nó dựa hay là nó ăn ba con heo với thực phẩm á. Cái mình câu dế. Có hai đứa nó cũng hai câu đếm. Câu bằng mồi làm mà bắt. Nó đến đây câu thì cũng được. Bữa thấy được có một con nó phi. Bữa nào lấy được hai con. Câu bên mấy cự trống trống. Cầu bên cầu á. Mấy hôm trước tôi câu ra nhiều lắm. Ngày được mấy chục ký. Tính ra cái chỗ này hồi năm ngoái câu rồi. Trong vòng 2 tháng mà giật cũng mấy tấn cá. Ngày nào cũng ngừ nào cũng mười mấy 20 ký không. Con bự một chiếc dép. Mấy năm trước đâu có đâu mà năm quá tôi câu nó ăn chứ. Ừ, mấy câu được đâu từng lỡi á. Cái đầu mấy anh thấy cái câu có cá cái mình kéo được quá câu anh biết. Ừ, biết mà cũng làm tới 2 tháng mấy 3 tháng mới hết. Tới chừng nó xả đập mới hết cá hả? Chứ còn chưa xả rồi. Cá nó lên hết bài này tới bài khác à. Tại nghe đây có cái đường con heo á. Nó nghe mũi lên kìa. Mà mấy năm trước tao không ăn. Hay không có hay ít. Năm quái sâu nhiều. Mấy năm trước còn câu trong hồ sắt. Hôm đó hàng gì nó ra đây nó mua con sâu thì nó gì nó làm cám. Em không hỏi nó câu ở đâu. Em hỏi nó câu đâu, giờ mình câu được. Em cũng mê lắm mà em lo nuôi chim không à. Người cũng vẫn mới đi câu. Qua câu đây nè, thấy câu lớn mà cá đồng tông nó cũng dính luôn nữa. Lưỡi câu lớn á. Cái em mơ vô nó vô cũng giật nớ nè. Dòm nước biết không à ha. Cái phi có là nó chạy liền thấy rồi nha. Nó chạy bận nước rồi nha. Nó chạy đục nữa trên nước hả? Ra vô nó chạy nước bận rồi. À, lúc đó nó mới ăn hả? Có cá nó mới câu được chứ. Với lại không có phải heo nó không bận đâu.
Cũng có mà ít á. Mấy đập dưới em anh có câu không? Ừ? Thấy cũng bày á. Mà không có chỗ nào khác ưu ăn chỗ này á. Nó luôn cứu á. Bóng này là mấy ngày rồi. Không có câu cảm không? Con lễ nè. Mà mấy bữa câu có không? À, bà Năm hả bà Năm? Tưởng ông Năm chứ. Dạ. Nghe không rõ tưởng ông Năm. Dạ. Câu được mấy bữa nay rồi, cái ngày nào cũng là ăn dế rồi mấy cái cá ngựa hả, cá trắng á, cá mồi lắm. À, cậu nhặt đi. Dạ dạ. Nhiều điểm khác. À, mấy mét động ở trên hả? Em thấy có chạy heo trên nữa đó, còn sắt. Đi câu cá lục phi. Cá lục phi hả? Cá lục phi chơi. Cá lục phi là cá bự bằng tay đó. Cá bự bằng tay hả? Ừ. Tay là cái gì vậy? Bàn tay là bự như vậy nè. Bự bằng bàn tay vậy đó. Đúng không? Đúng chưa? Bye.
anh đó anh đi câu cá rô phi á các bạn. Anh đi câu cá rô phi. Anh đi câu cá rô phi á. Mình thì mình không chim gì cá phi các bạn, mới tập câu, mới tập câu đây à, cho nên mình câu cá lồng tông thôi. Con đừng qua đó, con rớt các con, đừng rớt nha không. Ở bên kia đi qua được các bạn, mình không biết các bạn, mình mới biết được qua bên đó các bạn. Câu bồi mà bắn quá. Làm mồi bắn hả? Bắn mồi cám á. Mồi cám hả? Con xích ra đi cho bố giật đi. Đẩy bố xuống nước kìa. Có sao giờ bay con cõi dưới. Nè giờ con cõi dưới đâu. Dòm này nè, để rớt nó mẹ mép nó rớt xuống nước. Chỉ ba giật cái đầu lên này nè. Nè đó nè, để bỏ vô nước để sống. Con ở trên chơi nha, đó con muốn sửa đi. Con hỏi bố sửa. Rồi ok. Là cái gì? Ok là gà đen. Gà đen nha. Ừ, gà đen là ok. Gà đen là ok là bằng lòng. Bằng lòng. Ủa bằng lòng mà cái gì vậy? Bằng á. Hả? Bằng á. Bằng là cái gì vậy? Bằng á. Bằng là lòng. Lòng mà cái gì vậy? Lòng trung thú á. Lòng mà cái gì? Lòng á. Bằng lòng. Ok là bằng lòng. Lòng á. Nó giờ lên gọi cây thoại như tí không? Mới đáng kể coi. Giờ mình cho các bạn coi nó ăn cầu ha. Lên luôn ha.
con thấy cây đây vậy? Con làm thịt lên trên cái rễ cây á, để cho bàn này. Thịt lên trên nha. Cá lầu ký mà bắt đầu mấy xe cầm nông Thank you.
chưa? Đều chưa bớt. Đúng rồi, chưa, nằm xuống đi. Xuống coi. Ngủ đi, có buồn ngủ ngủ không? Yeah, we go.